ra sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho mọi người nha. Đàn bảo sư mong bắt đỡ thông giả Chúa Giêsu đó, hôm qua chúng ta đã vào trong cái nhà thờ đó. I think most of you know where we are now. This morning we passed through this ridge, this point up to the Temple Mount, and this is the Western Wall, or we call the Wailing Wall. Và chúng ta đang ở trong cái khu vực của đền thánh thần, của đền thờ, và chúng ta nhìn thấy trước mặt chúng ta đây là có cái bức tường than khóc. Bức tường than khóc này hồi nãy khi chúng ta đi cái cầu thang gỗ chúng ta lên, chúng ta thấy nó có hai lớp. Một lớp bức tường phía bên ngoài và bức tường phía bên trong. Bức tường phía bên ngoài thì chúng ta thấy rằng là đã có từ thời mà cái đền thờ đã được vua Herode cả xây dựng lại lần thứ hai, và đến năm 70 thì đã bị phá hủy, và từ đó người Do Thái đã không có xây dựng lại đền thờ trong chỗ này nữa. Cho nên họ mỗi một ngày họ đều ra cái đền thờ, ra cái chỗ bức tường than khóc này để họ than khóc, để họ cầu nguyện, để họ nhớ thương lại cái đền thờ mà đã được gây dựng bởi vua Herode thời của Đức Giêsu Kitô. Và từ đó cho tới ngày nay thì chúng ta thấy tất cả những người Kitô, những người theo đạo theo là Do Thái giáo, là Judaism, thì họ cũng đều đến đây để họ cầu nguyện, và khi cầu nguyện vậy thì họ cứ gật đầu trong đó, vậy là đôi khi họ cũng rên rỉ để nói lên, để nhớ thương lại chúng ta, để những cái em bé nó đi gần gần chúng ta trong cái đoàn chúng ta nhé. Thì chúng ta có thể đứng sát vào một bên thì chúng nó sẽ không có đi được nữa. Chúng ta thấy rằng là khi mà vào trong đó đó thì phía bên nam khác và phía bên nữ khác, và nếu chúng ta muốn vào trong đó thì rằng là những ai mà các ông muốn vào, chúng ta phải nhận những mũ của họ, và chúng ta mượn những mũ cái đó chúng ta đổ lên đầu, chúng ta đi vào giống như là chúng ta đã vào thăm cái mộ của vua David ngày hôm qua vậy. Và chúng ta thấy là nếu mà nói là chính xác là cái đền thờ mà vua Herod đã xây dựng như thế nào thì người ta không biết được cái nào chính xác, nhưng mà người ta biết chắc được rằng là ở phía trên của cái đỉnh, cái đền thờ này đó là cái đền thờ cũ đã được xây dựng khi đó, nhưng mà người ta vẫn còn nhìn, chúng ta thấy những cái bức tường mà vẫn còn để lại và vẫn còn từ thời của Đức Giêsu Kitô cho tới ngày hôm nay. Straight ahead this side for the men. For the men, of course, you have a cap. Okay, if you don't have, they will give you a yimka. Yeah. Cái hàng này chúng ta đang đứng ở đây là cái chỗ mà dành riêng cho người đàn ông đi vào. Nếu chúng ta đã có những cái mũ đội trên đầu của người đàn ông rồi, chúng ta không cần phải mượn cái yimka, cái mũ trắng của họ nữa. Còn những ai mà chưa có mũ đó, nếu như ta đủ khả thì chắc chắn là vào đó là phải mượn cái mũ trắng trên đầu. Chứ các bà thì chúng ta vui lòng sang phía bên kia. Các bà vui lòng đi sang phía bên kia là chúng ta sẽ được vào trong sát vào cái bức tường than khóc đó để chúng ta có thể cầu nguyện. Yevarechecha Hashem Mitzion.
Yeah.
là người Do Thái chính gốc. Mỗi người đội một cái. Đây lại là một bà Do Thái nữa à. As tourism, the Jewish, as yesterday we saw a bar mitzvah, we have today the same bar mitzvah, Jewish coming to a party to celebrate for their son at the Western Wall. Anyway, yes. Và chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay đây có rất những người đông, những người Do Thái cũng như là du khách đã đến nơi đây. Lý do là tại vì là chúng ta thấy những em bé khi vừa đủ tròn 13 tuổi thì đã trở thành là người lớn. Cho nên rằng là sau khi mà cha mẹ của em đã mang các em đến nơi đây để coi như là các em cũng có cơ hội để mà cầu nguyện cũng như rằng là để chào mừng mọi người chúc mừng đến các em khi các em đã đạt tới cái tuổi như là 13 tuổi như vậy. Chúng ta thấy rất nhiều những trẻ em ở đây hôm nay là đó là lý do như thế. Gracias.